Cùng với nước như vậy ra alo. Đỗ Thanh Tuân xin kính chào quý khách. Bây giờ chúng tôi đang quay video clip để một khách hàng ở chú ở Hải Dương, chú và chú tại cơ sở 2 Đỗ Thanh Tuân. Chú ký bộ bàn ghế ô áo. Đây đây. Đấy, đúng rồi, chụp ảnh luôn. Lên video bác về bác xem. Đấy, bộ ghế ô áo hộp gỗ hương vân đỏ Nam Phi, gỗ rất là đẹp. Ở Hải Dương. À, bác ở đâu? Địa chỉ đâu? Bến Trại Hải Dương. Thanh huyện Hải Dương. Bến Trại Hải Dương. Bến Trại Hải Dương. Bác tên là gì nhỉ? Thành. Bác Thành ở Bến Trại Hải Dương đây, bác chính là chủ nhân bộ ghế này, bác đang đã ký tên. Ở bộ này chúng tôi hoàn thiện giao hẹn với bác là trong một tuần là xong. Mùng 2. Vâng, đến ngày mùng 2 thì chính Nam Bình bác lấy. Giờ chú ký tên. Đấy chú ký đi. Để chú về mở xem bộ này. Đúng bộ nhà mình luôn. Cái ghế dài hạ xuống để chú chui dưới chú ký. Và đây là toàn cảnh đồ gỗ Thanh Tuân tại cơ sở 2. Chúng tôi đang chuẩn bị bốc xếp bộ ghế móc mỏ gỗ vụ gồm 6 món đi Thái Bình, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Xe tải nhỏ chúng tôi đang chuẩn bị chở hàng đây. Toàn cảnh đây là cơ sở 2 đồ gỗ Thanh Tuân tại số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Một công nhân chúng tôi đang chuẩn bị đồ đi Quỳnh Phụ, Thái Bình. Mang cả vali, mang xi đi nhá, đầy đủ đi, bảo cái lái xe khuôn cẩn thận nhá. Thôi được rồi. Sau vậy. Cậu chú ngồi xuống chú ký cũng được. Đấy. Đấy đứng rồi đấy. Đúng rồi. Ký được không? Hay nhấc lên. Nhấc ngược lên. Hay lực hai người nhấc một người lên, hai người. Cú con đi ra. Cú con đi ra. Hai người. Đấy thôi được rồi, thế thôi. Đây công nhân chúng tôi đang nhấc bổng chiếc ghế lên cho chú ký. Và đây là bác Thành ở thành phố Hải Dương. Và cơ sở 1 đồ gỗ Thanh Tuân ký tên bộ bàn ghế này. Xong chưa? Đôn chú ký chưa? Đây toàn cảnh luôn. Đây cho ông già xem. Bây giờ chúng tôi đang quay toàn cảnh tại cơ sở 2 Đỗ Thanh Tuân. Hôm nay ngày đẹp ngày, chúng tôi ký được rất nhiều hợp đồng. Xin kính chào quý vị.